Cộng đồng mạng phẫn nộ trước vụ quán cà phê ở Mỹ Đình, chủ là người Hàn nhưng lại có thái độ coi thường nhân viên người Việt. Được biết, đây là sự việc do nhiều bạn nhân viên cũ của quán cà phê này chia sẻ lại. Cụ thể là những người này tố chủ người Hàn, hiện đang kiếm tiền trên đất Việt, sử dụng nhân lực Việt nhưng lại vô cùng coi thường người Việt. Bạn nữ trong clip có nêu ra một số điểm như sau. 1. Trường hợp nếu quán thiếu shipper, nhân viên đi ship chỉ nhận được 5.000 đồng trên 4 km. Là bắt nhân viên, kiểu tất cả nhân viên phải đi ship hàng cho khách khi mà thiếu shipper. Nhưng chỉ trả cho nhân viên là bao nhiêu ạ? 5.000 trên 4 km. 2. Quán có thang máy nhưng không cho nhân viên sử dụng, nếu vi phạm sẽ bị phạt 2 triệu đồng. Quán có thang máy nhưng không cho nhân viên sử dụng thang máy mọi người nhá. Không cho nhân viên sử dụng thang máy, ai mà đi thang máy là bị phạt nhá. Phạt 2 triệu thì phải. 3. Không được nghỉ đột xuất, tuy nhiên xin trước 2 tuần vẫn không được duyệt và vẫn bị phạt tiền. Nghĩa là nghỉ là phải báo trước chứ không được nghỉ đột xuất. Nghỉ đột xuất bị phạt 2 triệu. Nhưng người ta báo trước, người ta xin trước 2 tuần ấy thì không duyệt cho người ta. Đến khi người ta nghỉ thì phạt người ta 2 triệu. 4. Nhân viên không được uống nước lọc đá và sử dụng đá của quán. Theo mọi người ạ, nghĩa là nhân viên đi làm là không được ăn uống một cái gì trong cửa hàng nha. Chỉ được uống nước lọc thôi. Nhưng mà nước lọc ấy thì chỉ được uống nước lọc không nha. Không được uống nước lọc đá, không được dùng đá của quán. 5. Cố tình quỵt tiền của nhân viên. Cả nhà nó bảo là ơ tao đã duyệt cái này đâu mà mày gọi người hút 7 phút các thứ. Cái này mày tự chi đi. Mà tiền hút 7 phút tổng cộng là 6 triệu. Nghĩa là chúng nó bắt chị phải tự chi cái này. Và chị kiểu chị đã nài nỉ chúng nó rất nhiều lần, bảo là thôi chúng mày chi cái này đi. Chúng nó không đồng ý mọi người ơi. Nghĩa là chúng nó ăn chặn kể cả là tiền hút 7 phút. Chúng nó nghĩa là đẩy được cho ai là chúng nó đẩy tới bến luôn. 6. Nhất quyết không cho shipper vào quán ngồi khi không có đơn. Shipper làm nghề shipper nhưng mà khi mà không có khách hay là không có đơn ấy là dứt khoát là không cho shipper vào trong quán ngồi nhá. Shipper chỉ được ngồi ở ngoài, không được vào trong quán. Vào trong quán một cái là bị nói ngay, không được hưởng một tí điều hòa nào, sợ shipper hít hết khí điều hòa hay gì ấy. Đấy. Bên dưới bài đăng đã xuất hiện thêm những người tự xưng là nhân viên cũ của quán này. Họ chia sẻ thêm về những bất ức khác đã phải chịu đựng khi làm việc ở đây. Hiện sự việc trên đang nhận về một làn sóng phẫn nộ từ phía cộng đồng mạng.